vé số siêu lợi nhuận. Mấy cô mấy chú mua giúp con với. Đứa trẻ tên Phước vừa khóc vừa chạy, tay hối hả dí dắt vé số khắp các bàn. Chiếc đồng hồ trên quầy tính tiền tích tắc nhích dần về 16h15 phút, thời điểm các công ty xổ số phía Nam bắt đầu mở thường. Vé không bán hết bị xem là vé ế, người bán phải ôm. Quy định của Bộ Tài chính cho phép thu hồi, trả lại lượng vé số không tiêu thụ hết trong ngày. Nhưng áp lực bị cắt vé nếu không tiêu thụ hết đã khiến các cấp trung gian áp dụng luật ngầm ép người bán rảo ôm vé ế, bất chấp các nỗ lực chống lại tình trạng này của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. 10 tờ có tiền vốn 89.000 đồng, gần bằng tiền lãi cả ngày Phước ròng rã rảo khắp các con phố. Phước hơn 10 tuổi, không đi học, được mẹ bế theo bán vé số từ khi mới lọt lòng. Mấy năm nay, cậu tách mẹ đi bán riêng. Mỗi ngày, cậu đến đại lý nhận 120 đến 150 tờ, được sổ vào ngày hôm sau để đi bán. Mỗi tờ bán ra 10.000 đồng, cậu lãi 1.100 đồng. Nếu bán hết, mỗi ngày Phước kiếm được 132.000 đến 165.000 đồng, đóng góp 1,2 đến 1,5 triệu đồng vào doanh thu của các công ty phát hành. May mắn không phải ngày nào cũng đến. Những ngày mưa, ế khách, Phước và mẹ phải ôm vé thừa. Lời không đủ bù vốn, mẹ con ở phòng trọ ăn mì gói thay cơm. Trong lúc đó, tỷ lệ tiêu thụ vé đã phát hành của các công ty vẫn đạt 98 đến 100%. Lúc lấy vé, đại lý nói trước, ai trả lại sẽ bị cắt không cho bán nữa. Người mẹ có tật ở chân giải thích, cho nên khi gần tới giờ sổ, chị sẽ dồn vé sang con, dùng chiêu khóc lóc cuối cùng, đánh vào lòng thương hại của mọi người. Chị thừa nhận, làm thế chẳng tốt đẹp gì, nhưng ôm vé vài lần là cụt vốn, chỉ cần không bán được 5 tờ là mẹ con phải cắt cơm. Mỗi tỉnh phía Nam có 4.000 tới 6.000 người bán vé số dạo, góp phần giúp 21 công ty xổ số khu vực này đạt 68.843 tỷ đồng doanh thu 6 tháng đầu năm, tăng 16% cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận tăng 25%. Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vì thế đề nghị Bộ Tài chính cho tăng lượng vé phát hành từ ngày 1 tháng 10. Nửa đầu năm, các công ty xổ số miền Nam nộp ngân sách hơn 22.000 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch cả năm, là một trong những lĩnh vực hiếm hoi tăng trưởng 10% lợi nhuận. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như thế này, không làm gì ra tiền, người mua càng trông chờ vào vận may. Ngoài số tiền đi vào ngân sách, mặt tích cực khác phải thừa nhận là các công ty xổ số đã mang đến cơ hội thu nhập cho người già, trẻ em, người khuyết tật, những lao động khó tìm được chỗ đứng ở thị trường việc làm chính thức. Nhưng tại sao báo cáo lợi nhuận của các công ty xổ số không hoàn toàn là một tin vui? Vì những số phận như mẹ con Phước. Phước và mẹ đều xem bán vé số là công việc hàng ngày và gắn bó nhiều năm. Họ không có ngày nghỉ, chỉ khi nào ốm không gượng nổi mới phải ở nhà. Tuy nhiên, gần chục năm qua, hai mẹ con ốm đau tự bỏ tiền thuốc, không bảo hiểm y tế, không phúc lợi, không có hợp đồng với bất kỳ bên nào. Thứ ít ỏi họ nhận được là khoản hoa hồng trên mỗi tờ vé số, vừa đủ ăn uống ở mức cơ bản và trả tiền trọ. Tỷ lệ phát hành vé số lên đến mức 98-100% đạt được từ việc không cho người bán dạo cơ hội trả lại vé ế, không khác gì ép họ phải mua. Và như thế thì những rủi ro kinh doanh lại đẩy cho người yếu thế. Lợi nhuận đạt được đến mức nghìn tỷ nhưng chiết khấu cho người bán dạo rất thấp, 1.000 đến 1.200 đồng trên mỗi tờ, không kèm theo bất cứ quyền lợi nào khác. Đầu năm nay, Bộ Tài chính đã cho phép Hội đồng xổ số miền Nam tăng doanh số phát hành. Nếu lượng vé phát hành tiếp tục được tăng, sẽ có nhiều hơn những cậu bé như Phước không được đến trường mà đi bán vé số phụ cha mẹ. Bài toán mở rộng kinh doanh này cần được nhà quản lý giải quyết song song với bài toán về an sinh xã hội. Theo đó, nếu các công ty xổ số được tăng lượng vé phát hành, quy định về tỷ lệ phần trăm hoa hồng trả cho kênh phân phối ra đời gần chục năm trước, theo thông tư của Bộ Tài chính, nên chăng được điều chỉnh theo hướng tăng lên. Người bán vé số hầu hết có vấn đề về sức khỏe như lớn tuổi, khuyết tật, trẻ em cần được hưởng các chế độ nhất định, ít nhất là bảo hiểm y tế để đảm bảo sinh tồn khi gặp rủi ro về sức khỏe. Nếu xem xổ số là một ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh siêu lợi nhuận, thì công việc của người bán vé số cần chính thức hóa, trẻ em không được tham gia, người trong độ tuổi lao động được đóng góp bảo hiểm xã hội để đảm bảo an sinh khi về già. Những ai bảo kê san lấp rồi giao bán đất ven sông ở Đông Anh, Hà Nội. Quý vị thân mến, tại Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội, đất ven sông được giao bán ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây. Thật khó có thể tin được, giữa thanh thiên bạch nhật mà nhiều người có thể tự tung tự tác, lấp đầm, sông, hồ để xây dựng công trình trái phép. Không chỉ xây dựng trái phép ở Đầm Bông, Hoàng Mai, Hà Nội,
khu vực ven sông Hồng thuộc địa phận Hải Bối, Đông Anh, nhiều khu cắm trại, điểm du lịch, bãi vật liệu xây dựng cũng được xây dựng trên đất công. Câu hỏi đặt ra là những công trình xây dựng trái phép này được mọc lên tồn tại lâu nay nhưng không ai xử lý, lập lại trật tự. Những công trình xây dựng trái phép là những căn nhà, hàng quán, khu du lịch, không phải là cái chuồng lợn, nhưng chính quyền địa phương cũng không phát hiện được. Chưa kể, để lấn chiếm được những khu đất này, chủ nhân phải cho xe chở đất đá, đồ phế thải, thậm chí là rác thải để san lấp. Hàng chục, hàng trăm chuyến xe xuống bờ sông đổ đất đá, vật liệu xây dựng, nhưng chính quyền cũng không thấy. Lạ thật. Với tình trạng san lấp và xây dựng trái phép này, chỉ trong một thời gian nữa, khu vực ven sông ở đây sẽ trở thành một khu dân cư, khu vực kinh doanh du lịch. Vì sao những chủ đất ở đây làm được việc động trời này? Hãy nghe một chủ đất lấn chiếm trao đổi với phóng viên Lao Động. Đầu tiên thì đến gặp 5-7 bên, chủ tịch, ủy ban, bí thư, tức là sau khi đến 5-7 chỗ kia rồi là muốn làm gì thì làm, chồng chị cũng quen ở trên ý, thì là trên bộ họ rót xuống, họ sẽ gọi điện xuống ủy ban, là tôi có người đang làm cái này, cái kia, thì các ông bí thư ngoài cái việc nhận tiền ra, cũng nghe thông tin ở trên là nhờ cái trường hợp này rồi, thì không đến nữa. Đây chỉ là một chủ đất cung cấp thông tin, nếu như cơ quan điều tra vào cuộc sẽ điều tra được sự thật về tình trạng bảo kê cho đất lấn chiếm sông ở khu vực này. Không chỉ lấn sông, làm dịch vụ mà còn ngang nhiên giao bán, cho thuê xem đất công như đất nhà mình. Thực tế như vậy, nhưng ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh lại cho rằng không có chuyện đó, mới phát sinh, các cơ quan báo chí nêu thì sẽ kiểm tra. Dư luận đang chờ xem lãnh đạo huyện Đông Anh sẽ xử lý các sai phạm này như thế nào, có tình trạng bảo kê hay không và xử lý thế nào với lãnh đạo huyện Đông Anh khi để những sai phạm ấy kéo dài mà không hề hay biết. Ổi núi san đồi, xử phạt nhiều nhưng có đắp núi lại được đâu? Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng liên tiếp ra nhiều quyết định xử phạt hành chính các trường hợp hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình, thậm chí đình chỉ công tác cán bộ phường xã để xem xét, xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong quản lý trật tự xây dựng. Nhưng xử phạt kỷ luật không vẫn chưa đủ. Mới nhất là việc Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc phát hiện xử phạt 20 triệu đồng đối với hộ ông Trần Thanh Hòa do đã múc đất san gạt 1.762 m² đất nông nghiệp tại phường Lộc Tiến, phạt hành chính bà Hồ Thị Minh 20 triệu đồng về hành vi hủy hoại đất với diện tích 1.832 m². Ngoài ra, thành phố cũng phạt tiền 3 trường hợp khác tại phường Lộc Sơn và phường 2 với tổng số tiền 54,5 triệu đồng do tự ý chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị. Ông Trần Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lộc Sơn cũng đã bị đình chỉ công tác để xem xét, xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng liên quan đến các vụ việc này. Các biện pháp xử lý tưởng chừng rất mạnh mẽ, quyết liệt nhưng xem ra chỉ giải quyết được phần ngọn. Bởi cái gốc của vấn đề là buông lỏng quản lý để rừng bị hủy hoại, đồi núi bị san bằng, sạt lở, bồi lấp và hàng loạt hệ lụy khác đã xảy ra. Có phạt tiền dân, có kỷ luật cán bộ thì cũng không thể đắp lại núi đồi, phục hồi nguyên trạng các địa hình tự nhiên vốn ổn định hàng trăm năm. Không chỉ riêng thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt, Lâm Đồng mà địa phương liền kề là Đắk Nông cũng vướng vào thực trạng tương tự. Chỉ tính từ năm 2022 đến hết tháng 5 năm 2023, ở thành phố Gia Nghĩa đã ban hành đến 125 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nhưng chỉ có 16 trường hợp đã khắc phục hậu quả, 109 trường hợp còn lại vẫn cố thủ. Xây dựng trái phép trên đất rừng, san bằng đồi núi, cả nghìn mét vuông nhưng chỉ bị phạt vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, rồi không cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép, không buộc hoàn thổ, trả nguyên trạng. Thậm chí nhiều trường hợp để lâu cứt trầu hóa bùn, cho tồn tại hợp thức hóa thì người vi phạm quá lợi, chi phí rẻ hơn nhiều so với việc mua một thửa đất tương tự. Bởi vậy, việc xử lý không triệt đề đã khiến thực trạng xâm hại, hủy hoại đất đai xảy ra ngày càng nhiều ở các địa phương, nhất là khu vực Tây Nguyên. Phạt thật nặng các trường hợp vi phạm, xử lý kỷ luật cán bộ quản lý thôi vẫn chưa đủ. Đối với các trường hợp tái phạm hoặc buông lỏng quản lý có dấu hiệu móc ngoặc với người vi phạm để cho tồn tại, hợp thức hóa giấy tờ đất thì cần xem xét khởi tố hình sự. Nếu không truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, đặc biệt là các trường hợp gây ra hậu quả về môi trường như sụt trượt, sạt lở, ngập lụt đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng ở ngay cả các địa phương trên cao nguyên. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.